Rồi, xin chào các bác. Hôm nay thì em giới thiệu cho các bác chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo sản xuất năm 2018 á. Màu trắng biển Sài Gòn nhé mọi người nhé. Chiếc xe này của em chạy 24.000 km. Màu trắng ạ, biển Sài Gòn ạ. Rất là đẹp. Chiếc xe này thì bên em đã cho đánh bóng phủ ceramic toàn bộ lại xe rồi, cho nên chiếc xe rất là đẹp. Nhưng hôm nay em mới lên được clip cho các bác xem. Nếu như bác nào thường xuyên xem kênh của em ấy, hoặc là các bác theo dõi Zalo với ở Facebook của em, thì các bác sẽ biết được em có chiếc xe này. Cách đây khoảng tầm 3-4 ngày em có chuyển ở trong Sài Gòn ra. Đấy, nếu như mà bác nào muốn cập nhật được những cái xe của em thường xuyên hơn, thì các bác có thể ấn like hoặc là đăng ký kênh này của em. Ngoài ra thì các bác có thể xem hình ảnh của em về những chiếc xe qua kênh Zalo hoặc Facebook, số điện thoại này của em luôn. Số điện thoại em đang để trên màn hình, thì em đều có Zalo và Facebook. Thì các bác nào muốn xem thông tin trước thì các bác có thể vào các kênh đó các bác xem ảnh trước. Sau đó dọn dẹp xong thì em sẽ quay clip cho các bác xem. Quay trở lại chiếc xe ngày hôm nay thì màu trắng rất là đẹp, và em đã cho đánh bóng phủ ceramic toàn bộ xe rồi. Nhìn thì sẽ đẹp hơn trong clip rất là nhiều. Vì lý do là ở đằng trước công an phường làm hơi ngặt nên em không mang xe ra ngoài quay được. Em quay luôn trực tiếp ở trong cửa hàng để cho các bác xem. Chiếc xe này của em thì còn rất là mới ạ, chạy có 24.000 km thôi. Bác nào mua xe của em thì em sẽ bao check cho các bác nhé. Check hãng toàn quốc, hỗ trợ các bác vay 75%. Cam kết với các bác xe không đâm va, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Vừa rồi thì em có quay cho bác các bác xem cái ốc cốp sau. Đấy, cái đấy thì nó sẽ thể hiện được là chiếc xe chưa bị tháo cốp sau ra. Đấy, xe của em thì đảm bảo 100%, kể cả keo chỉ luôn nha các bác nhé. Keo chỉ các kiểu đảm bảo cho các bác zin 100%. Động cơ 1.6 turbo này thì em thấy rất là dư giá. Trong khoảng tầm 1 năm trở lại đây thì em có mua cho một ông anh trai chiếc xe cũng là 1.6 turbo này, cũng là xe lướt, cách đây 1 năm, giá 890 triệu. Bây giờ thì hiện tại chiếc xe này bên em đang giao bán với giá là 855 triệu, tức là chỉ lệch nhau khoảng tầm 30-40 triệu một đời. Như vậy là chiếc xe này với cá nhân em đánh giá là dư giá sau hơn 1 năm, hơn 1 năm sử dụng mà chỉ mất có khoảng 30-40 triệu thì thật sự nó là dư giá. Chiếc xe này của em thì chủ xe họ đã lắp thêm cái camera bên sườn, bên hông, để các bác có thể tiện lái xe quan sát ở bên phía hông bên phải, đỗ xe nó gọn hơn. Đấy. Tất cả những cái cảm biến trước này, rồi thì mặt ca lăng các kiểu này em đều trau chuốt, vuốt ve lại rất là đẹp rồi. Đấy, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem. Bây giờ em sẽ cho các bác xem khoang nội thất nhé. Các bác nhìn của em nước sơn này rất là đẹp. Về mặt hàng Tucson này, Tucson hoặc Santa Fe hoặc Elantra các kiểu xe Hyundai thì bên em bán khá là chạy. Như chiếc Tucson kia các bác nhìn này, chỉ là chưa kịp về đến cửa hàng luôn, anh khách đã sang ngồi chờ sẵn rồi. Chỉ việc nhìn qua xe là sẽ lấy luôn, tại vì là thứ nhất là độ tin tưởng anh đó dành cho bên em là tuyệt đối rồi. Tin tưởng về chất lượng của bên em. Rồi thì bên em cam kết và đi chỉ cần đi check hãng thôi là xuống tiền lấy luôn. Nếu em không nhầm thì hôm nay bác ấy sẽ lấy xe được phải. Tại vì là hôm nay mới được ngày. Nội thất của chiếc xe này còn rất là mới á, màu kem. Chủ xe cẩn thận dán cả cái này để mở ra không bị đập cánh cửa vào tường ấy, đỡ bị xước. Đây là camera bên hông nhé các bác nhé. Camera bên hông ạ. Thì các bác có thể dễ dàng lái ở phía bên đó hơn.
Đấy, có cửa sổ trời nha các bác nhé. Cửa sổ trời ạ. Panorama toàn cảnh. Cái này nếu như các bác muốn chụp ảnh selfie hoặc là ngắm bầu trời ấy, trời mưa trời mưa rất là thích. Cái này em đã trực tiếp em được trải nghiệm một cung đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, xuyên Việt hơn 1.000 km. Em được trải nghiệm trực tiếp luôn, rất là thích. Dâm mát thì có thể mở ra để cho sáng hơn, đẹp hơn. Ngoài ra thì chiếc xe này của em họ lắp thêm một cái thiết bị giám sát hành trình nữa nha các bác nhé. Đấy, nếu các bác không thích có thể tháo ra. Ở đây này, ni lông vẫn còn bọc này các bác này. Chủ xe rất là giữ. Chiếc này thì tuyệt vời luôn. Vô lăng ạ. Số km hiện tại đang là 24.000 km đây. Các bác có nhìn rõ không ạ? 24.000 km ạ. Đấy, tất cả các phím bấm ở đây còn rất là mới nhá các bác nhá. Cúp điện này, có cruise control, rồi loa tự, có ga tự động và đèn auto, gạt mưa auto, à chưa gạt mưa auto nhá các bác nhá. Có ghế chỉnh điện. Đây. Chiếc xe này còn rất là mới ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Nhớ là ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé.